các chương gặp lại các bạn trong kênh YouTube mình nha. Hôm nay thì mình đã lại cống mình quay cái lúc toàn cảnh tàu ghe bên trong qua cho các bạn xem. Thì bây giờ thì chiếc xà lan này là chiếc xà lan cuối cùng của ngày hôm nay. Thì phía sau lưng ở đây thì còn một chiếc ghe lú này. Đó, ghe đặt lú dây. Hôm nay anh ở trong thì đang đổ ra như vậy nha. Các bạn xem ở bên trong này nha, đổ ra như dịch thẳng này. Rất là nhiều tàu kéo, phương tiện gì nó đầu lùa, đua nhau ra.
chiếc lỡ lãi mà kia đang chạy vô đi ngược chiều nữa kìa. Đằng này thì cũng còn rất là nhiều xà lan tàu thuyền để chuẩn bị đi qua nha các bạn. Còn mấy chiếc ghe thăm thẳm phía sau có chiếc xà lan bị cạn rồi kìa, chiếc đầu lông á. Anh nào cũng gắng tranh thủ đi qua để không họ đóng cống mà không qua được. Mấy chiếc chở thẳm nguy hiểm quá các bạn, chiếc này nè. Đó là anh này em chở nguyên một vỏ dưa hấu rồi các bạn, thối kìa. Rồi, dính đá rồi. Rồi, ơi, má ơi, cái vỏ thối một cái máy chạy tung lưng luôn á. Đây, tiếp tục thì mấy cái chiếc ghe gạch này chở rất là tải nha. Đây là mấy cái vỏ tải cá. Chạy cặp chiếc xà lan luôn rồi. Ghe đi ra thì nó không có nguy hiểm mà ghe đi vô nha. Quá dữ anh, chứ nó chạy quá mạo. Bà chị này bà ngồi ở phía trước này. À, thấy không? Chiếc này thì khoảng tầm 300 tấn nha các bạn. Anh ở trong kia anh chạy ra giống như ai ruột anh vậy. Quá thử nước nó bắn lên. Thì ghê chưa. Kinh khủng tốc độ cao rồi các bạn. Yeah, nước xé gió luôn phải không? Đây các bạn, cái chiếc xà lan màu xanh kia nó bị nhờ cài neo nó trôi rồi kìa. Hai ba chiếc xà lan này ta đang đi ra rồi các bạn, coi nó cực kỳ là nguy hiểm nha. Anh này bây giờ anh đụng vô cái đít rồi nè, kìa lên khối trắng hơn khối đen hết trơn kìa, ủi luôn rồi kìa. Ôi ôi mịt mù khối luôn, xà lan nhỏ ủi xà lan lớn này. Ôi ôi kìa, khối kìa hết sức không. Đó. Bên này thì anh này em sẽ đi được cái tìm cái đường đi bên đây nè, đi bên đây sẽ cạn nè các bạn. Rất nguy hiểm nha. Cài neo. Rồi chiếc này thì tìm cách ủi nè. Ủi cái đít để cho nó ngay lại ha. Quá khó ăn, xà lan nhỏ ủi xà lan lớn. Lừng chừng luôn, hết biết làm gì luôn. Bây giờ anh ve lên nè các bạn. Đó, kìa. Khỏi nước mà nó cỡ đó đó. Ôi ơi, coi kìa. Hết hồn chưa? Bường chừng nào mà nóng máy thôi mà hết sức các bạn. Dầu nó nạp vô chắc cả lít quá, dầu đang giảm mà. Bây giờ anh tìm cách anh về lại để anh né cái xà lan kia luôn chứ không ai lỗi nữa.
nó quay đầu bên đây nè các bạn thấy không. Khói nó ra kìa, ống xả kìa, dữ dội không. Nó phải nạp cỡ đó để cho mới đạp được cái xà lan đi các bạn, máy yếu cho nên nó phải vậy á. Dữ tợn thì chứ, nước đạp đục ngừ hết trơn. Qua đây là bị cạn à, kìa. Ghê chưa, máy mạnh ghê không, mạnh tới nỗi mà ra khối cỡ đó đạp đi luôn rồi. Đen xị dòng sông máy rồi các bạn. Quá thứ rồi. Bây giờ nếu mà anh ngưng ngang là mắc chớn rồi, anh ngưng luôn rồi. Rồi, chắc có lẽ là ổn rồi đấy các bạn. Bạn thấy từ trên nhìn xuống không? Nó nhìn tàu thuyền rất là nho nhỏ nhau rất là nhiều ha. Lên trên cầu rồi xuống nè. Đây có chiếc cube đang chuẩn bị đi vô nè các bạn. Cube đi vô đây nguy hiểm lắm nha. Để cái gạo phía trước kìa. Anh sẽ đang lấy đà để em chạy lên nè. Anh xịt khói đen như chơi nha. Còn có hai cái, hai phương tiện đó thôi, xà lan và cube. Anh nào cũng chen nhau hết cỡ để chạy lên hết nè. Cái cube để cái gạo phía trước đơn giản chưa. À, ở trong ở chỗ trước có một chiếc xe cuốc đi lên nữa kìa. Xà lan thì anh cũng đang bường lên này các bạn. Anh xe cuốc bên này thì anh cũng đang ủi xuống đó nè. Dưới cống căng thẳng ghê chưa. Rồi, có một bé trong nhà, trong quên trong cabin.